Bây giờ thì mình đã vừa cho cái phần nấm hương đã ngâm rồi, mình đã bỏ thêm một chút thịt gà. Cái này thì mình sẽ kho cùng với thịt gà nữa và nấm hương. Nấm hương sau khi cho vào thì mình sẽ ninh thêm tầm 20 phút nữa. Tổng thời gian mình ninh sẽ rơi vào tầm 1 tiếng rưỡi. Giờ thì mình sẽ đem vào đây một chút bột canh này. Khi nào cần được thì mình sẽ cho thêm hạt tiêu nữa. Đây là hạt tiêu. Cái phần mộc nhĩ này thì mình sẽ cho vào sau. Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel nấu ăn của mình. Hôm nay thì mình sẽ thực hiện một món, đó là mình kho đông. Mình sử dụng ở đây đó là 4 lạng thịt chân giò. Đấy, mình sẽ xào sơ bên gia vị cho ngấm. Mình sẽ thêm nước vào nhé. Mình sẽ đun sôi lên và vớt cái phần bọt đi để khi mà cái nước kho đông đã hoàn thành thì nước sẽ trong. Bây giờ thì mình sẽ đi chuẩn bị đến cái phần nấm hương và mộc nhĩ. Đây là phần nấm hương khô này. Đây là mộc nhĩ. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị nước để ngâm nhé. Cho lửa nhỏ và hầm trong vòng 1 tiếng rưỡi. Thank you.
cho nước vào đây để ngâm. Mình sẽ sử dụng là nước ấm nhất.